Are you ready? Chúng ta học được chưa các em? Hôm nay cô sẽ chữa cho các em 3 bài đọc điền nha. Ok, được rồi. Ok, so let's get started. Passage 1. Đoạn đầu tiên là A Spanish company called, một cái công ty Tây Ban Nha có tên gọi là Vortex Playlist. Thì nó đang đề xuất, chúng ta cứ dịch là cái từ propose có nghĩa là đề xuất này, đề nghị đưa ra. Thì các em chú ý khi mà cô dịch ấy, có những cái cụm từ gì chúng ta không biết thì các bạn sẽ ghi vào. Nếu cô chỉ ghi cho ghi những cụm từ trọng tâm thôi. Còn trong quá trình cô dịch ấy, những cái từ gì các bạn không nhớ, không biết thì chúng ta phải ghi vào. Thì cái công ty Tây Ban Nha này có tên gọi là thế này. Nó đang đề xuất, thì cái từ propose ở đây có nghĩa là đề xuất. Đúng không? Đề nghị đưa ra. Đưa ra cái gì? Đưa ra một cách mới hoàn toàn. Thì cái từ radical ở đây có nghĩa là hoàn toàn này, quyết liệt, triệt để. Thì đây mình sẽ dịch là đưa ra một cách mới hoàn toàn. Để làm gì đó, wind energy, năng lượng gió. Để làm gì năng lượng gió nhỉ? Tường Lâm chọn C, các bạn chọn đáp án gì đây? Harness, có Moon chọn harness. Thì đây cô có fabricate, manufacture, harness và assemble. Thì các bạn nhớ cho cô nào. Ở đây chúng ta sẽ cần một từ kết hợp với wind energy nhá. Thế thì ngoài chú ý về cái nghĩa này thì mình thấy là A, B, C đều có thể mang là sản xuất, đúng không? Sản xuất hay là khai thác. Đó, nghĩa thì cũng khá là ok. Chỉ có đáp án D, assemble, có nghĩa là lắp ráp tập hợp thì không thể là tập hợp năng lượng gió được. Đó, thế thì chỉ có A, B, C thì chúng ta không thể dựa vào nghĩa vì nghĩa nó rất giống nhau. Đúng không? Có thể kết hợp được như vậy. Nghĩa thì có thể ghép được nhưng đây mình phải dựa vào collocation. Đấy, khai thác năng lượng gió. Mỹ Hạnh chọn đáp án C. Chu Thương chọn đáp án C. Trần Mai Hiếu, mình sẽ nói là khai thác năng lượng, đúng không? Thế đây các em chọn đáp án C là đúng. Và ghi cho cô cái từ harness. Harness, ở đây mình sẽ dịch là khai thác nhá. Khai thác và ghi cả cụm từ nào. Harness wind energy, có nghĩa là khai thác năng lượng. Alright. Khai thác harness energy. Ghi vào cho cô cái cụm từ này. Thế ngoài cái từ harness energy ra, chúng ta còn có những cái cụm từ gì kết hợp với lại energy. Cô có thể nói là produce, đúng không? Hoặc là generate, tạo ra năng lượng. Đó, hoặc ở đây cô dùng từ gì? Harness, đi kết hợp với lại energy. Nhưng mà chúng ta lại không dùng fabricate và manufacture. Em hiểu chưa? Đều dịch là tạo ra năng lượng nhưng lại không dùng fabricate và manufacture. Nghĩa là tạo ra, sản sinh ra, khai thác năng lượng. Right. Hay là mình có bảo tồn này, hay là save energy, save or conserve energy. Đấy, chúng ta sẽ học theo cụm như thế này luôn, để lần sau ấy trong đề người ta có ra, đúng không? Có ra cái từ khác thì mình cũng còn biết này. Nhá. Và các bạn ghi cho cô cái từ fabricate thì ở đây nó tương tự như là gì? Manufacture. Nó có nghĩa là sản xuất nhưng mà theo kiểu là hàng loạt, mass production. Nghĩa thứ nhất là sản xuất. Nghĩa thứ hai là bịa ra, bịa đặt đấy. Giống như là invent a false story. Invent a story. Sản xuất nghĩa thứ hai của từ đó là từ bịa đặt. Còn cái từ assemble có nghĩa là gì? Các bạn comment cho cô nào. Assemble nghĩa là gì nhỉ? Để chúng ta học sâu là phải hiểu hết nghĩa của các từ. Và phải làm sao mình phải biết được nó kết hợp với những cụm từ gì. Nhớ chưa? Giờ với trùng dương là alternative energy sources, nghĩa là nguồn năng lượng thay thế, đúng không? Để chúng ta cứ học theo cụm, đúng rồi, lắp ráp. Tường Lâm lắp ráp, đúng không? Lắp ráp hoặc là gì nhỉ? Tập hợp. Đó, lắp ráp tập hợp. Ví dụ chúng ta nói là assemble evidence. Ví dụ nó có thể kết hợp với từ evidence. Đó, data là tập hợp những suy nghĩ chẳng hạn, trust thì nó sẽ kết hợp với assemble là như vậy nhé. Còn produce này, còn cái từ fabricate, manufacture thì nó sẽ sản xuất ra ví dụ như goods or equipments. Alright, như vậy là câu thứ nhất các bạn đã hiểu rồi. Chúng ta làm tương tự như dạng trắc nghiệm hoàn thành câu, đúng không các em? Dịch xong sau đó đối chiếu bốn đáp án và chọn luôn. Đấy, khai thác năng lượng thì mình sẽ là harness wind energy. Tiếp theo cái ý tưởng của họ đó chính là vortex, một cái tua bin gió không có cánh.
chúng ta sẽ dịch từ cái từ turbine dịch lên turbine, tiếng Anh đọc là turbine nhưng mà tiếng Việt mình sẽ đọc turbine. Turbine gió, bladeless nghĩa là không có cánh, thì nó có cái gì mục đích tương tự như là gì những cái tua bin gió thông thường, conventional có nghĩa là thông thường hoặc là theo truyền thống, được không ạ? Câu số 2 các bạn đã chọn đáp án chưa? Tương tự như thế và nó đã biến turn something into something. Ở đây có một cụm rất hay là biến cái gì thành cái gì. Đúng không? Turn something into something. Thì biến những cơn gió này thành gì? Kinetic energy. Có nghĩa là biến thành động năng. Đấy, các bạn ghi từ vào cho cô nhé. Turn something into something. Biến cái gì thành cái gì. Còn cái cụm từ là kinetic energy có nghĩa là động năng. Biến cái gió đó thành động năng và có thể được sử dụng tương tự như là điện nhưng theo một cách gì hoàn toàn khác. Tiếp theo này, thay vì thu năng lượng, ở đây cô có từ capture. Capture trong trường hợp này đi với energy có nghĩa là thu cái năng lượng đó, nhưng ngoài ra capture còn mang nghĩa là túm chộp này, bắt giữ, đúng không? Thu năng lượng, via có nghĩa là thông qua. Thông qua cái gì thì lại phải dịch là motion, dịch lên. Thông qua một cái sự chuyển động tròn của một cánh quạt. Tiếp theo là cái công ty này nó đã tận dụng. Ghi cho cô cụm từ take advantage of. Có nghĩa là tận dụng thì nó tương tự như gì nhỉ? Make gì? Make use of. Đúng không? Công ty này thì nó đã tận dụng. Tận dụng cái gì? Mình đọc tiếp. Tận dụng cái mà được biết đến như là vorticity có nghĩa là cái chuyển động quay, chuyển động xoay. Cái được biết đến như là thì chúng ta phải nói gì? Tạ Minh Hiền, Bích Ngọc chọn B. Hương Giang chọn B. Yeah, mình có là be known as, đúng không? Be known as có nghĩa là được biết đến như là. Nó sẽ hay dùng với nghĩa bị động hơn. Thì ghi cho cô cụm từ be known as. Được biết đến như là. Be known as. The answer is B. Được biết đến như là cái chuyển động xoay này, một cái hiệu ứng mà nó tạo ra cái khối không khí gió khổng lồ, nó mass nghĩa là khổng lồ. Tiếp theo, người sáng lập của cái công ty này là ba cái ông này thành lập công ty năm 2010 như là một cách để biến cái chuyển động rung. Bây giờ người ta không dùng là cái sức gió nữa mà người ta dùng là từ vibrate. Vibrate có nghĩa là rung. Đó. Biến cái này thành cái này thì cũng biến cái năng lượng rung này thành một cái thứ gì đó productive, có nghĩa là hữu ích. Productive là hữu ích. Và gần đây thì đã cái gì đó, a campaign, đã cái gì đó, một chiến dịch gì, gọi vốn cộng đồng. Chúng ta cần một cái từ mà kết hợp với tân ngữ của cô là campaign. Nhá, kết hợp với cô tân ngữ là campaign. Thì Tạ Minh Hiền chọn đáp án B, Phạm Thị Hồng Ngọc chọn B. Phương chọn B. Thu Trương cũng chọn B. Ở đây chúng ta có launch, đúng không? Launch, mình sẽ nói là launch hoặc là start a campaign. Bắt đầu một cái chiến dịch gì đó. Campaign. Phát hành, phát động, đúng không? Huy động một chiến dịch nhé. Phát động. Hay là bắt đầu một chiến dịch. Và cái cụm từ đằng trước có nghĩa là chiến dịch gọi vốn cộng đồng. Đây là cái cụm từ crowdfunding này. Có nghĩa là gọi vốn cộng đồng nhá. Cụm từ này rất là hay. Gọi vốn cộng đồng, các bạn đã nghe thấy cụm từ này chưa nhỉ? Ví dụ như là bạn là một chủ doanh nghiệp hay là bạn có cái ý tưởng gì đó mà chúng ta không có tiền, không có tài sản thế chấp đấy, chúng ta đi gọi vốn. Đó. Hay là chúng ta thấy là cái tượng nữ thần tự do cũng là một cái ví dụ của crowdfunding, thì là gọi vốn cộng đồng. Thì đây ý của người ta là launch a crowdfunding campaign, nó phát động một cái chiến dịch gọi vốn cộng đồng để nâng cao nhận thức. Lại cụm từ khá là hay, đó là raise awareness of, là nâng cao nhận thức về công nghệ. Thì cái công ty, đội ngũ của công ty này nói rằng có những cái gì, có những cái thuận lợi, đúng không, rõ rệt, clear advantages với cái mô hình của họ, đó là gì? Ít chi phí sản xuất, less expensive to manufacture. Thì đây người ta dùng cái từ manufacture, đây sản xuất tức là sản xuất cái turbine đó, các em hiểu chưa? Chứ không phải là sản xuất năng lượng. Đấy. Thế mình phải hiểu như vậy. Tiếp theo là mình cần trạng từ kết hợp với silent.
Ngân Phạm Tú Anh, đúng rồi. Launch a campaign. Tức là chúng ta thế nào đây em? Cái gì đó silent thì đây cô có greatly, markedly, considerably and perfectly. Một từ kết hợp với silent nhé. Vế trước nó đang nói là nghĩa là ít chi phí để sản xuất, đúng không? Không tốn kém chi phí sản xuất này và nó hoàn toàn yên tĩnh, im lặng. Đó. Thì nó hoàn toàn, chúng ta không thể là một cách đáng kể im lặng được, đúng không? Considerably thì tương tự như là significantly, có nghĩa là một cách đáng kể thì không hợp lý, đúng không? Còn markedly, markedly ở đây có nghĩa là rõ rệt. Nhá, cái từ markedly này có nghĩa là rõ rệt. Ví dụ như là cô nói là markedly, cô sẽ kết hợp với ví dụ như là markedly different chẳng hạn. Đấy, khác biệt một cách rõ rệt hay là thay đổi rõ rệt. Markedly trends, đấy, thay đổi một cách rõ rệt hay là gia tăng một cách rõ rệt thì cô mới dùng với cái từ markedly. Tiếp theo này, từ perfectly. Perfectly có nghĩa là một cách hoàn hảo, không thể một cách hoàn hảo im lặng được, đúng không? Perfectly. Yes. Sorry, ở đây chúng ta sẽ dùng perfectly đây. Nghĩa là perfectly ở đây không dịch là hoàn hảo mà sẽ dịch là hoàn toàn nhá, hoàn toàn. Thế thì ghi cho cô là perfectly này, totally, nó gọi là, đây gọi là những cái trạng từ chỉ mức độ ở cái cấp cao nhất. Perfectly này, totally này. Tiếp theo cô có từ gì nữa? Completely. Completely nó sẽ kết hợp với silent nhá. Ba cái tính từ này sẽ kết hợp với silent, có nghĩa là im lặng hoặc là yên tĩnh hoàn toàn. Yeah, the answer is D các bạn ạ. Đúng rồi, mình sẽ là perfectly silent. Ngoài ra các em có thể dùng completely hoặc totally cho cô nhé. Đúng rồi, markedly Chu Thị Thương ghi là easy to notice. Very good. Nghĩa là nổi bật, đáng chú ý, đúng không? Markedly. Tô Đông Thanh, Bùi Bích Phương, Ngô Bá Bá, đúng rồi. Yep. Tiếp theo chúng ta lại dịch tiếp. Đang nói về cái turbine này đúng không? Nó im lặng hoàn toàn này, nó rất an toàn cho các cho những con chim, safer for birds. Rất an toàn cho các con chim là do làm sao? Bởi vì nó không có gì, không có cánh nên là chim nó không thể bay vào đậu lên trên nó được, đúng không? Bởi vì thì ABC từ mang nghĩa là bởi vì của cô sẽ dùng từ gì? Từ as, đúng không ạ? Thế cái từ as ở đây thay vì người ta dùng because thì người ta dùng từ as, hoặc là từ since, đúng không? Sẽ mang nghĩa là bởi vì. Đó. Còn cái từ as ngoài ra còn dịch với nghĩa như là gì nhỉ? Như là when, đúng không? Khi mà, bởi vì nó không có cánh. Và they are hoping to have their first products. Họ đang hy vọng có cái sản phẩm đầu tiên sẵn sàng trước cuối năm nay. For the time being, cụm từ for the time being này nghĩa là gì? Nghĩa là trong lúc này hay là trong thời điểm hiện tại. Đó, một cái bài mà nếu mình khai thác kỹ hơn thì nó sẽ có những cái cụm từ như vậy. Chúng ta không thể dịch là mặc dù, as long as thì tương tự như là provided that, đúng không? Miễn là. Đó, hay là so long as cũng vậy. Đấy, mình cũng dịch là miễn là đây nè, nó không có, nó an toàn cho các con chim, cho những con chim bởi vì nó không có cánh, đúng không? Nên chim nó không thể bay vào đậu trên đó được. Đấy, ý là đang nói về các cái tua bin gió ấy. Nên các em chọn đáp án A là đúng. Hồng Ngọc, Tùng Mai, Hương Giang, Đặng Mỹ Hạnh, Thu Trương, Võ Diệu, Yến Ly, very good. Đó, các bạn làm rất tốt đấy. Các em là có đúng hết 5 câu này không nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5 thì chúng ta thấy là chỉ có câu số 4, đúng không? Câu số 4 là hơi khó một chút. Vì những dạng câu hỏi mà trạng từ như thế này thì chúng ta có hai cái hướng tiếp cận, nghĩa là cũng có hai cách ra đề. Cách thứ nhất là người ta sẽ dựa vào word choice, nghĩa là lựa chọn từ. Thì mình sẽ dựa vào nghĩa để chọn đáp án thôi. Nhưng mà có những cái câu ấy, 4 đáp án chúng ta thấy là các trạng từ nghĩa y xì như nhau. Nó đều là trạng từ chỉ mức độ chẳng hạn, thì chúng ta lại phải dựa vào sự kết hợp từ. Có nghĩa là ví dụ như ở đây perfectly nó phải kết hợp với silent, hoặc là totally silent, hoặc completely silent. Em hiểu chưa? Tiếp theo chúng ta sang bài số 2 các bạn nhé. Yes.
Bây giờ các bạn hôm nay vào muộn thế nhỉ? Quang Bình Nguyễn bảo thấy bài này dễ, ok. Tiếp theo chúng ta sang bài số 2, The march of technology may seem unstoppable. Thì cái từ march thông thường mình dịch theo nghĩa kiểu quân đội, có nghĩa là diễu hành đúng không? Đó. Diễu hành hay là theo kiểu hành quân ấy. Nhưng ở đây The march of technology thì cái từ march ở đây mình sẽ dịch là cái sự tiến triển, sự phát triển nhé. Các bạn ghi cho cô, học đến đâu mình ghi luôn đấy, cô sẽ phân tích chậm hơn, rất chậm hơn, chậm chậm thôi. Nghĩa là sự phát triển công nghệ đấy, hay là sự tiến triển. Nó còn một mang một cái nghĩa khác, nó nghĩa là việc trôi, cái sự trôi đi, trôi qua, ví dụ của thời gian chẳng hạn. Thì mình sẽ là the march of events. Đó, hoặc là time. Đó, có những cái nghĩa như vậy. Thì đây mình sẽ gì là sự tiến triển của công nghệ dường như là gì, unstoppable, có nghĩa là không thể ngăn cản được. Mà vế sau này chúng ta thấy là đáp án là for or under, và bạn chỉ các bạn phải nhớ là có sự liên kết giữa vế thứ nhất và vế sau. Vế thứ hai thì vế thứ nhất nó đang nói là unstoppable, mà vế thứ hai người ta lại nói là have a way to go. Đấy, thông thường người ta hay có là have a way to go hoặc là have a long way to go, đúng không? Phương Mai, Chi Chi Thảo, Hồng Ngọc chọn D hả? Lý Quang Ngọc chọn A. Nghĩa là các bạn băn khoăn giữa A và D. Thu Trương thì chọn D, Tạ Minh Hiền chọn A, Tường Lâm chọn A. Kim Ngọc, nghĩa là các bạn sẽ băn khoăn giữa A và D là for. May seem unstoppable. Thì cái từ for mà theo sau là mệnh đề thì chúng ta sẽ dịch tương tự là because, đúng không? Bởi vì à? Câu này mình có dịch là bởi vì không? Vế trước cô đang nói là unstoppable, nghĩa là dường như là không thể ngăn cản được. Mà vế thứ hai là tất cả những cái thứ kỹ thuật số, thì tức là công nghệ đấy, đúng không? All things digital, tức là technology, thì vẫn còn phải một chặng đường dài, have a way to go, có nghĩa là have a lot of things to do, trước khi nó có thể thay thế được những cuốn sách, những cuốn sách giấy truyền thống mà đọc trước giờ đi ngủ. Thì cái cụm từ này các bạn dựa vào cụm từ have a long way to go, có nghĩa là have a lot of to do, nghĩa là có còn rất nhiều thứ phải làm, phải hoàn thiện. Đang vế trước nói là unstoppable mà vế sau còn rất nhiều thứ thì nó phải là gì, nhưng chứ đúng không, hoặc là tuy nhiên chứ, đây phải là nhưng. Nên đáp án đúng sẽ phải đáp án D, Chu Thương Minasasa, đúng rồi. Nguyễn An chọn C á. Quang Bình chọn C chưa đúng, chúng ta phải chọn là D đúng không? Đang vế thứ nhất là dường như không thể cản trở, không thể dừng lại được. Nhưng mà vế sau người ta lại lại như kiểu chậm lại, phải có một chặng đường dài, còn rất nhiều cái thứ phải thực hiện nữa trước khi chúng nó có thể replace, có thể thay thế hoàn toàn cho cái cuốn sách giấy đọc mà trước giờ đi ngủ, đúng không? Những cuốn sách giấy truyền thống đọc trước giờ đi ngủ. Thì một cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng những cuốn sách giấy ấy thì nó tốt hơn so với sách điện tử, e-books, tức là sách điện tử để đọc trước giờ đi ngủ. Thì nghiên cứu nó cũng đề xuất rằng những cái cuốn sách giấy ấy, nó làm cho bố mẹ và con cái làm sao đó với nhau. Câu số 2 của passage 2 này các bạn chú ý cho cô, phải cần một từ mà nó kết hợp với từ nguyện, đúng không? Mỹ Hạnh, Hồng Hạnh, Thương chọn A. Các bạn khác thì sao? Trần Mai Hiếu chọn A. Các em nhớ này, đây cô sẽ phân tích này, A, B, C, D mà đi với từ with thì chúng ta chỉ có interact with thôi nhá, còn B, C, D không kết hợp với to with, được chưa? B, C, D không kết hợp với to with có nghĩa là tương tác với. Và các em chú ý này, ở những cái bài đọc điền ấy, nếu chúng ta đọc lướt qua mình xuống dưới một chút thì sẽ lại thấy người ta lặp lại cái từ gì, interact with, ở bên dưới. Nó là cái dòng nào đấy nhỉ? Đây chính là cái cụm từ bên dưới này, đúng không? Tương tác với nhau, bố mẹ khiến bố mẹ và con cái tương tác với nhau nhiều hơn so với việc than they do, so với việc họ đọc những cái cuốn sách điện tử. Thế ở đây cái từ express chúng ta chỉ nói là express something thôi, đúng không? Biểu lộ cái gì, ví dụ express my feeling, biểu lộ thể hiện. Đó, biểu lộ thể hiện cái gì. Ví dụ như là cô đã ghi thế này thì cô lại ghi cộng với này, ví dụ như là a view này.
an opinion này, một cái quan điểm, một cái ý kiến. Ví dụ câu nói là express a view, express an opinion, express a hope, hoặc là a design, đúng không? Đó. Thì đấy là kết hợp với express. Còn exchange có nghĩa là trao đổi. Exchange có nghĩa là có đi có lại. Mình cứ nhớ như thế. Ví dụ mình nói là exchange money, đúng không? Hoặc là exchange sẽ đi với with, nhưng mà sẽ đi trong trường hợp là exchange something with somebody. Có nghĩa là nó phải có tân ngữ rồi mới lại somebody, chứ không phải exchange with luôn luôn nhá. Exchange something with somebody. Hay là mình lấy là cái, nói là cái cụm từ là chương trình trao đổi sinh viên ấy, thì chúng ta có cái cụm là student exchange program, đúng không? Và những cái sinh viên trong cái chương trình đó thì mình gọi là a exchange student, an exchange student. Đấy thì có nghĩa là trao đổi, có nghĩa là cho đi sinh viên này sang nước ngoài thì người ta lại trao đổi lại cho mình. Thì nhớ cái từ exchange có nghĩa là có đi có lại, nhớ chưa? Còn cái từ convey có nghĩa là truyền đạt. Convey này có nghĩa là truyền đạt, thì nó tương tự như là communicate. Thế ví dụ như communicate thì mình kết hợp được với with, nhưng mà convey thì lại không kết hợp được với with, đúng không? Convey thì lại không kết hợp được với with. Mình sẽ là convey something to somebody, nghĩa là chuyển cái gì đó tới ai. Ví dụ là convey my apologies to your husband, to your wife, ví dụ thế, to your friend. Chuyển lời xin lỗi của tôi tới ai đó thì mình mới dùng convey to. Còn with ở đây các em nhớ là mình chỉ dùng được với interact thôi nhá. Quang Bình, Tuyết Nhi, Thắng, đúng rồi. Đấy, chúng ta học cụm từ nào mình phải chắc chắn cụm từ đấy, chứ không phải theo kiểu là mình hay gặp từ này thì mình chọn luôn, nhớ chưa? Thu Trương, đúng rồi. Tiếp theo chúng ta sang đoạn số 2, the study involve. Cô sẽ phân tích và cả ngữ pháp cho các bạn nữa. Cái từ involve này năm nay có vẻ như là sẽ ra về chuyên đề verb in to verb đây. Involve cộng verb in, đúng không? Nghĩa là bao gồm cái gì đó. Thì cái nghiên cứu này bao gồm cái việc quan sát bố mẹ và con cái trong độ tuổi từ 2 đến 3 đọc những cái loại hình sách, đọc 3 loại hình sách khác nhau. Thì chúng ta sẽ dịch từ cái từ format, đúng không? Dịch những cái loại hình, 3 loại hình sách khác nhau. Thì đằng trước mình thấy cái danh từ đó là format, thì chỉ có thể chọn gì thôi, which, đúng không? Who là thay cho người, còn that thì không đứng sau dấu phẩy. Còn cái từ what thì nó sẽ đứng sau động từ. Ví dụ mình nói là buy what you want, hãy mua cái thứ mà bạn muốn, đúng không? Thì nó phải đứng sau động từ chứ không đứng sau danh từ. Đấy, ba loại hình sách, cái mà đó là gì? Sách in này, print books, tức là sách in. Basic e-books, nghĩa là cái sách điện tử cơ bản trên máy tính bảng này. Hay là những cái sách điện tử nâng cao mà có các tính năng như là gì? Animation, tính năng như là hoạt hình, đúng không? Đồ họa, graphics, và gì? Hiệu ứng âm thanh. Hiệu ứng âm thanh thì chúng ta sẽ học luôn một cụm từ. Hiệu ứng âm thanh, Nguyên Hồng Ngọc, Quang Bình, Gia Hưng, Võ Diệu, đúng rồi, các bạn học giỏi thế nhỉ. Hiệu ứng âm thanh thì chúng ta sẽ nói là sound effects nhá. Ghi vào cho cô hiệu ứng âm thanh. Một từ nữa cũng rất hay kết hợp với effect, đó là kỹ xảo điện ảnh đấy. Các bạn có biết là gì không? Hiệu ứng âm thanh. Đó, cô có cụm từ cũng rất hay đi với effect trong cái trường hợp hay liên quan thế này, đó là casual effect. Đó, kỹ xảo điện ảnh. Đó, sao effect có hiệu ứng âm thanh thì các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bố mẹ và những đứa trẻ mà mới tập tễnh biết đi ấy, parents and toddlers, thì tương tác với nhau. Các bạn thấy ở đây người ta lại lặp lại cái cụm từ interact with, nhưng mà bây giờ lại với each other. Thế các bạn nhìn lên trên nhé, cái câu bên trên này người ta nói là gì đây? Parents and children interact one another. Nhưng câu bên dưới hiện tại dùng là interact with each other. Thì tại sao có lúc thì dùng one another? Thì ở bên trên nghĩa là người ta nói chung, bố mẹ và con cái nói chung theo cái dạng số nhiều. Nghĩa từ 3 trở lên thì chúng ta sẽ dùng là one another.
Các em nhớ chưa? Còn xuống dưới đoạn số 2 người ta dùng interact with, nhưng bây giờ dùng each other có nghĩa là người ta đưa ra hai đối tượng cụ thể để nói. Đó là parents and toddlers. Thì nói khi nói về giữa hai đối tượng thì mình dùng each other. Còn từ 3 trở lên thì mình sẽ dùng one another. Các em hiểu chưa? Thì đó là lý do tại sao mà mình đọc thấy bên trên là interact one another mà bên dưới lại là interact with each other. Tiếp theo này, người ta lại gì là các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng bố mẹ và những đứa trẻ tập tưởng biết đi, toddlers, nghĩa là tập tưởng biết đi thôi, thì tương tác với nhau ít hơn, less, nghĩa là ít hơn, với những cuốn sách điện tử hơn so với việc. Thì cái từ did ở đây nó thay cho từ interacted. Em hiểu chưa? Thế nên nó mới đi với từ with đằng sau. Đấy, cái từ did này nó thay cho interacted. Hơn là họ tương tác với những cuốn sách được in sẵn. Thông thường mình hay có cái trạng từ là partially, đúng không? Partially có nghĩa là một cách, có nghĩa là đặc biệt. Thì đây chúng ta có là specifically. Specifically ở đây dịch với nghĩa là gì nhỉ? Đó là một cách cụ thể. Chi tiết nghĩa là người ta muốn giải thích thêm thông tin cho cái vế đằng trước là tại sao mà bố mẹ con cái lại tương tác ít hơn với sách điện tử, được chưa? Thì cụ thể đấy là những đứa trẻ dường như là có nhiều tương tác, thường nói về các cái thiết bị, device là thiết bị và công nghệ, kiểu như là đừng có chạm vào cái nút đó hay là đừng có thay đổi âm thanh, hơn là hỏi những câu hỏi gì? Hơn là gì nhỉ? Hỏi những câu hỏi hoặc đưa ra bình xét hay đưa ra nhận xét bình luận về cái câu chuyện. Thì đây là câu hỏi word form đây. Make conservation. Mình không nói là conservation, em nhầm xong từ bảo tồn rồi. Chu Thị Thương, Khánh Trang, Lian Esther, Trần Nhật Lệ, Nguyên An. Phải là observation. Observation. Đúng rồi. Chí Nguyễn Minasasa, đúng rồi. Chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án D. Nếu như các bạn học được cả cụm thì tốt. Đấy, học được cả cụm thì tốt hơn, đúng không? Thì cái từ observation, observation ở đây nó tương tự như từ remarks, tương tự như từ comment. Thì chúng ta rất hay kết hợp với make nhé. Mình sẽ là make observation about hoặc là on. Được chưa ạ? Thế thì ngoài observation ra cô có thể dùng là comment hoặc là cô dùng từ remark. Đấy, nghĩa là đưa ra những cái luận, nhận xét, bình luận về cái vấn đề gì đó. Đưa ra nhận xét về. Thì nếu mà mình biết nghĩa của từ observation là các bạn cũng chọn được. Thế còn đáp án A, observance, có nghĩa là gì? Đó là nghĩa của từ sự tuân thủ, đúng không? Observe, đây. Sự tuân thủ. Tiếp theo, observer có nghĩa là người quan sát. Đấy, người observer, người quan sát hay là quan sát viên. Còn cái từ observatory, observatory có nghĩa là gì? Đài thiên văn, đài quan sát. Đó. Nếu mà chúng ta biết nghĩa của từ, từng từ riêng lẻ thì mình cũng chọn được. Nhưng mà cô luôn khuyến khích là chúng ta phải học theo gì? Học theo cụm, đúng không? Thì khi mà chúng ta đọc cái bài đọc tiếng Anh ấy, chúng ta cũng học được rất nhiều thứ thú vị, đúng không? Bài này nói về cái việc mà so sánh giữa sách giấy và sách điện tử để đọc cho trẻ em trước giờ đi ngủ. Thì người ta chỉ ý là sách điện tử ấy, thì những đứa trẻ nó chỉ đưa ra những cái câu nói như là đừng có chạm hay là đừng có thay đổi thôi. Còn sách giấy thì nó ưu việt hơn, đúng không? Nghĩa là khi mà đọc sách giấy cho con ấy thì những đứa trẻ nó sẽ gì? Nó sẽ hỏi những cái câu chuyện về những cái câu chuyện đấy. Hay thì khi mà nó hỏi ấy, thì mình sẽ tương tác được nhiều hơn với con cái. Mình sẽ biết là cái tâm tư, tình cảm, cái suy nghĩ trong đầu của con là gì. Thì sau này khi mà các bạn có con thì các bạn sẽ chú ý nhé. Mình sẽ đọc sách giấy, đúng không? Thì đấy, cô nghĩ đấy là một cái điều thú vị khi mà mình học tiếng Anh. Thì học tiếng Anh nhá, thì mình đọc rất nhiều bài báo này, hay là những cái nghiên cứu phân tích, hay đấy, về khoa học rồi là về các sự kiện trên thế giới chẳng hạn. Tự nhiên là đầu óc chúng ta cũng có một cái chút mở rộng, đúng không? Rồi sao bây giờ nhiều bạn mới vào em chào cô thế? Giờ mới ngủ dậy à? Thì thông thường một cái bài đọc chuẩn là nó sẽ có cái hình thức giống như bài 1 và bài 2. Còn bài số 3 ấy là cô cho các bạn vận dụng từ vựng thôi. Nghĩa là
1, 2, 3, 4, 5 câu hỏi đều liên quan đến câu hỏi từ vựng nhá. Còn đi thi là nó sẽ không phải tất cả các câu đều câu từ vựng đâu. Vì những dạng câu hỏi từ vựng là dạng câu hỏi khó, thông thường là 5 câu đọc hiểu, 5 câu đọc điền này chỉ có khoảng 2 câu về từ vựng thôi. Alright, so passage 3. As the light action. Cái từ as ở đây thì cô lại không dịch là từ when nữa, không dịch là because như như đoạn trên nữa, mà cô dịch là khi. A light action, light action các bạn có biết là gì không? Question 1. Sao cô không thấy các bạn comment nhỉ? Nguyễn An và Mai Trà Giang chọn đáp án B. Cô có conversion, adaption, remodel, remodeling and alteration. Thì những cái cụm từ này đều dịch theo kiểu là chuyển đổi, thay đổi hay là sửa đổi, đúng không? A, B, C, D nghĩa giống y xì nhau, đúng không? Đều mang nghĩa theo kiểu là sửa đổi, thay đổi. Đấy, hay là chuyển đổi chẳng hạn. Vậy thì chúng ta sẽ đoán là câu này mình không thể dựa vào gì? Không thể dựa vào nghĩa để chọn được, mà phải dựa vào collocation. Thì cái cụm từ light action ở đây có nghĩa là phiên bản chuyển thể người, có nghĩa là người đóng, chuyển thể người đóng từ các cái bộ phim hoạt hình, người ta gọi là light action, nhớ chưa? Adaption có nghĩa là chuyển thể. Ghi vào cho cô. Thế ngoài light action ra thì cô có thể có book, chuyển thể từ sách chẳng hạn, hay là movies, đúng không? Hay là animation, đó, gì gì đó, adaption. Nghĩa là các bạn sẽ ghi cho cô là bản chuyển thể từ cái gì gì đó, được chưa? Từ phim ảnh, sách báo. Thì cái từ live action ở đây có nghĩa là chuyển thể sang người đóng. Ví dụ như cái bộ phim gì nhỉ? Beauty and the Beast, Người đẹp và quái vật đấy, đúng không? Thì ở trong cái bài này người ta lại chuyển đổi là bộ phim Hoa Mộc Lan. Bộ phim Hoa Mộc Lan, Đặng Mỹ Hạnh, Tố Hữu chọn A. Chúng ta chọn đáp án B là đúng, nghĩa là sự chuyển thể phim đấy. Đây là từ vựng của books and từ vựng về về sách vở, sách báo đấy, điện ảnh. Đúng rồi, mình có live action remake, Lê Thị Kim Huyền, Nguyễn Huỳnh Quang Anh chọn B, đúng rồi anh. Nhớ còn các em nhớ là A, C, D thì đều theo mang kiểu là sửa đổi, chuyển đổi hết. Mulan, classic ở đây có nghĩa là kinh điển, đúng không? Kinh điển này hay mình dịch là hạng hạng nhất. Nó khác với từ gì? Classical, đúng không? Classical thì có nghĩa là cổ điển. Ví dụ mình nói là classical music chẳng hạn, nhạc cổ điển. Thì đây người ta đang là chuyển đổi cái bộ phim Hoa Mộc Lan kinh điển của Disney vào vào ngày bao nhiêu? 27 tháng 3. Cả một cái đoạn dài như vậy nhưng mà vẫn là toàn là cụm danh từ, chưa đến động từ chính. Thì bây giờ câu số 2 chúng ta sẽ cần một động từ chính mà kết hợp với closer. Cần một động từ chính kết hợp với closer. Tố Hữu chọn C, Nguyên Hoàng chọn B, Hồng Ngọc chọn B, Thu Pear, Tạ Minh Hiền, Khánh Hồng. Nghĩa là câu số 2 cô đang thấy có hai đáp án. Thu Trương chọn B, Quang Bình chọn B. Remake có nghĩa là làm lại, nhớ chưa? Remake có nghĩa là làm lại, nó không rõ nghĩa như là adaption. Tường Lâm chọn B, Tố Hữu. Nghĩa là các bạn đang băn khoăn giữa B và C. À đây, cô thấy Chu Thương comment ở đây, draw closer hoặc là draw near. Yes, ở đây chúng ta sẽ dùng là nói là draw closer nhá, draw closer. Đây, khi cái phiên bản chuyển thể của bộ phim Hoa Mộc Lan vào cái ngày này này đến gần, có nghĩa là gần công chiếu chẳng hạn, thì draw closer or draw nearer. Draw near, đấy, đến gần. Chúng ta sẽ dịch là ngày càng đến gần. Thì cái cụm từ này ý nó nói về thời gian, đúng không? Nhưng mà nó còn nói về khoảng cách nữa. Ví dụ là gần về khoảng cách nữa. Thì trong bài nó nói về ngày 27 tháng 3, có nghĩa là đến gần về mặt thời gian. Còn ví dụ cô cho một câu về khoảng cách, ví dụ như là hai trái tim bất thình lình như kiểu lại xích lại gần nhau ấy, thì đây chính là cái nghĩa mà đến gần về khoảng cách. Ví dụ their two hearts suddenly draw closer. Đấy, hai trái tim xích lại gần nhau. Thì cái từ này nghĩa là đến gần về khoảng cách, đúng không? Khoảng cách nghĩa là có thể về thời gian hoặc khoảng cách các em nhé.
thì các chuyên gia dự đoán rằng The Studio, các cái hãng phim này có thể gì thiệt hại đáng kể, lose, thiệt hại về tài chính đáng kể, earnings, thiệt hại về doanh thu, cái từ substantial có nghĩa là đáng kể nhá, tương tự như là significant. Thiệt hại một cách đáng kể ở Trung Quốc do cái đợt bùng phát coronavirus gần đây, thì người ta mới dùng cái từ outbreak, có nghĩa là khi mà nó mới bùng phát thôi, hay còn được biết đến như là COVID-19. Thì cái bùng phát dịch bệnh này nó đã làm sao 1.000 mạng, 1.000 sinh mạng ở Trung Quốc, nó đã làm sao. Câu tiếp theo lại về gì? Lại về collocation. Đấy, câu này cô đang tập trung vào collocation. Đỗ đại học. Đúng rồi, câu này từ hồi tháng 2. Hồng Ngọc, Minh Hiền, các bạn lại chọn là bản A. Võ Diệu, Nguyễn An chọn A, có nghĩa là claim over lives, đúng không? Mình sẽ claim over lives or victims. Đó. Như vậy sẽ có claim. Claim thông thường mình dịch là đòi hỏi, đúng không? Thỉnh cầu, cái từ claim rất rất nhiều nghĩa. Nhưng ở đây mình sẽ nói là claims alive chẳng hạn, chấm chấm. Claim overs. Câu này chúng ta sẽ dịch là cướp đi sinh mạng nhé. Cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người ở riêng Trung Quốc, in China alone, có nghĩa là chỉ tính riêng Trung Quốc thôi, và đã làm nhiễm hơn 70.000 ca. Needless to say, thì cái cụm từ needless to say này có nghĩa là gì? Đỗ Đại học chọn A, các bạn chọn A nhỉ? Toàn chọn đáp án thôi. Linh Trang, Đỗ Đại học, Nguyên Trang đều chọn A. Cụm từ needless to say thì tương tự như là it go without saying. Các bạn hay quen cụm từ it go without saying đúng không? Giống như kiểu dịch theo nghĩa đen là chẳng còn gì để nói, nghĩa không cần phải nói, có nghĩa là nó hiển nhiên. Không cần phải nói hay là không cần phải giải thích, đúng không? Hiển nhiên là cái cuộc sống hàng ngày ở Trung Quốc thì đã bị gì? Đã bị đảo lộn hoàn toàn, đúng không? Đã bị phá vỡ, disrupt, đã bị phá vỡ hoàn toàn. Bởi vì, cái từ as ở đây thì mình lại dịch là bởi vì. Đấy, còn cái từ as ở đầu tiên này mình dịch là when. Đúng không? Khi mà, thì đây là bởi vì 10 triệu dân Trung Quốc làm sao đó ở nhà. 10 triệu dân Trung Quốc, đây thì ý là đang nói về cái thành phố Vũ Hán ấy, đúng không? 10 triệu dân. Đó, Hà Nội mình cũng có 10 triệu dân. Nên cảm giác kiểu nó phong tỏa Hà Nội thì toi. 10 triệu dân ấy, cũng xem dân Vũ Hán, tức xem như dân Hà Nội mình. Thì là 10 triệu dân Trung Quốc bị làm sao đó at home. Ở đây cô có từ hunker. Thông thường các bạn hay biết cái từ cách ly đúng không? Nhưng mà từ hunker nó nhẹ hơn. Hồng Ngọc chọn D, Mai Chi. Tường Lâm chọn A. Minasasa, Khánh Linh, Việt Tú, Quang Bình, Đỗ Đại Học. Hunker down à? Các bạn chọn A và D. Đáp án đúng là hunker down. Nhá, hunker down ở đây nghĩa là gì? Hunker down, các em ghi vào cho cô. Hunker down ở đây có nghĩa là ở yên một chỗ. Đấy, tức là cái nghĩa gốc của nó là như vậy. Một đơn trong thời gian dài. Đấy, thường là để tránh bão, tránh dịch. Ngoài ra nó còn mang nghĩa là cái hành động ngồi xổm. Đấy, cái nghĩa thông dụng nhất của hunker down có nghĩa là ngồi xổm hoặc là ấp ủ một cái kế hoạch nào đó. Chưa, thì đấy là nghĩa là hunker down. Trong câu này có nghĩa là người ta phải ở nhà, đúng không? Ở yên một chỗ, đấy, ở nhà trong thời gian dài. Và theo như Hollywood Reporter thì có làm sao 70.000 rạp chiếu phim đã bị đóng cửa vào tháng trước. Thậm chí gì công viên giải trí Disney ở Thượng Hải và Hồng Kông, Shanghai and Hong Kong, close the doors. Công viên giải trí ABC thì đều dịch với nghĩa là công viên giải trí thôi, đúng không? Chi Chi Thảo, Khánh Linh,
Đỗ Khánh Hồng, Tạ Minh Hiền và Tường Lâm, nghĩa là Minh Hiền thì câu 5 chọn D, còn Tường Lâm chọn C à? Chu Thị Thương. Đúng rồi. Các bạn vẫn giữa băn khoăn giữa chọn C và D. Chúng ta phải nói là Amusement Park. Amusement Park có nghĩa là công viên giải trí nhé. Nghĩa nó rộng hơn so với từ Theme Park. Amusement hoặc là cô có từ Theme Park đều dịch nghĩa theo kiểu là công viên giải trí. Đó, nhưng mà Amusement Park thì nó theo kiểu là nó tổng hợp tất cả các thể loại. Còn Theme Park nghĩa là công viên giải trí nhưng mà nó theo chủ đề. Ví dụ như là mỗi công viên nó có cái chủ đề riêng, ví dụ về công viên Hello Kitty hay là công viên thời khủng long hay là cái gì đấy thì người ta gọi là Theme Park, Amusement Park. Em nhớ chưa? Yeah, the answer is not D, not Entertainment Park. Lê Đăng Huy và Amusement Park. Em học từ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5. Thế à? Thế thì nhớ nhé, nhiều bạn không học theo chương trình đấy, không học theo chương trình cũ. Nhớ cho cô Amusement Park hoặc là Theme Park. Như vậy là trong bài học ngày hôm nay cô đã sửa cho em 3 bài đọc hình điền từ. Cũng rất là nhiều từ vựng đúng không? Chúng ta cũng học được khá là nhiều từ vựng và cái cách để chúng ta phân tích trả lời dạng câu hỏi đọc điền từ. Thì các em thấy nó tương tự như dạng câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng thôi. Thế thì để làm được cái dạng này thì đầu tiên là chúng ta phải có kiến thức ngữ pháp và từ vựng đã. Nhớ chưa? Thì ngữ pháp và từ vựng nó gọi là kiến thức. Nghĩa là chúng ta phải có kiến thức rồi mình mới luyện kỹ năng được. Nhá. Thì các bạn cứ sai nhiều ở đâu thì luyện thêm ở đấy. Sai nhiều collocation, sai nhiều ở đâu thì luyện thêm ở đấy. Nhá. Ok, so that's all for now. Bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Đấy, và cô thực sự hy vọng rằng bài giảng của cô hữu ích với tất cả các em. Bây giờ cô sẽ post status trên tường của cô và các bạn sẽ comment cái bài ghi chép của các em nhé. So now goodbye and see you.